Hello, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại bản tin ngày hôm nay. Lời nói đầu tiên em xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và dạng sự như ý. Ngày hôm nay chúng ta có một thông tin hết sức là bất ngờ và chấn động. Khi chúng ta biết rằng cái khóa tu mùa hè của chùa, chùa Ba Vàng, ta gọi là Baron đó các chị và các bạn, chùa Ba Vàng đã nhận được cái sự quan tâm của cộng đồng mạng rất là nhiều. Và nghe con số thống kê chưa cụ thể là khoảng chừng 4 đến 6 ngàn người đăng ký, một số cực khủng. Chính vì điều đó mà hôm nay chúng ta có cái tin là họ đã dừng cái khóa tu mùa hè lại rồi. Tại sao một cái khóa mà có tới cả 6 con ngàn con người tham dự mà họ dừng lại? Đây là một cái việc làm hết sức là bất ngờ. Khi trên cái fanpage của họ, họ có sử dụng mạng xã hội các anh chị và các bạn, mà sử dụng mạng xã hội như vậy là không giữ giới đấy. Thôi thì bỏ qua cái đó, người ta không nói, người ta nói vấn đề khác. Như vậy là 6.000 người đã mất cơ hội được Đại Đức Thích Thái Trúc Minh trục vong đồ tại trong cái khóa 2019 đã có video clip xuất hiện là có trục vong thế nào đó, nhưng mà bên chùa Ba Vàng bảo rằng là cái video clip đó là video clip cũ, do đó không liên quan gì tới cả họ cả. Do đó thì cái khóa tu mùa hè năm 2024 vẫn diễn ra, nhưng mà bây giờ thì cái thông tin như thế này ha. Chùa Ba Vàng bất ngờ thông báo tạm dừng khóa tu mùa hè 2024. Các anh chị thấy không? Bất ngờ chưa bà già? Đó, tại sao? Tại sao phải dừng cái khóa tu mà tới cả ngàn người đó? Đông chưa anh chị? Ba Vàng đông ghê chưa? Đông ghê lắm nha, nhưng mà tại sao bộ uổng vậy, uổng vậy? Tại sao vậy? Tại sao vậy các anh chị và các bạn? Chúng ta nghe, chúng ta sẽ nghe báo một chút xíu rồi chúng ta vào cái bình luận các anh chị và các bạn. Các bạn thấy video clip này hay, hãy bấm like, subscribe một em các nhà nhé. Ngày 21 tháng 6 năm 2024 trên fanpage của chùa Ba Vàng thông báo tạm ngừng khóa tu mùa hè năm 2024 do bận một số Phật sự quan trọng. Nói gì cho nó vui thôi, chứ chúng ta mình không à, ha, mình không à. Em đang chờ xem cái hôm trước mà cấm sinh hoạt đó, cấm sinh hoạt một năm đó, nó có nằm ở trong cái sự việc cái tu 2024 này là không. Các bạn nên nhớ rằng từ cái sự kiện xá lợi tóc mà Đại Đức Thích Thái Trúc Minh đã bị cấm các hoạt động, nhớ không? Chắc quên rồi ha, làm nữa là coi chừng đi ra khỏi giáo hội luôn đó, nhớ không? Chắc quên rồi. Thôi thì chúng ta đọc cái bài báo thì xong, chúng ta đọc bài báo kia, chúng ta có thời gian mà. Theo thông tin từ chùa Ba Vàng cho biết, trong khóa tu mùa hè Ba Vàng đợt 1 năm 2024 đã kết thúc tốt đẹp, góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa, đạo đức, Phật pháp và rèn luyện kỹ năng sống cho hơn 6.000 khóa sinh. Tuy nhiên, do bận một số phận sự quan trọng trong mùa an cư kết hạ, nhà chùa xin thông báo tạm hoãn tổ chức khóa tu mùa hè mà phụ huynh và khóa sinh đã đăng ký cho đến khi có thông báo mới. Theo đại diện của chùa Ba Vàng cho biết, trong thời gian qua chưa có thông tin thông báo chính thức, quý phụ huynh và khóa sinh có thể tham gia các khóa tu thường kỳ của chùa Ba Vàng và các khóa tu mùa hè của chùa cơ sở từ viện khác thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trước đó, theo thông tin theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 vừa qua, chùa Ba Vàng đã có báo cáo gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh về công tác tổ chức khóa tu mùa hè 2024 sau những dư luận ồn ào từ clip khóa tu mấy năm trước. Theo khóa tu này, nhà chùa đón hơn 6.052 khóa sinh, tất cả hoạt động đều đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, đăng ký lưu trú theo quy định. Về nội dung khóa tu, chùa Ba Vàng khẳng định đảm bảo theo đúng hướng dẫn của thông bạch số 95/TB/BTS của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ban hành ngày 30 tháng 3 về tổ chức các khóa tu mùa hè dành cho thanh thiếu niên Phật tử trong dịp hè 2024. Chương trình khóa tu chủ yếu là tu học Phật pháp, rèn luyện lối sống tự lập, tìm hiểu về lịch sử Phật giáo, tìm hiểu về chùa Ba Vàng. Các khóa sinh sẽ được nghe thầy trụ trì chia sẻ về những lời dạy của Đức Phật, cụ thể là theo kinh sách của nhà xuất bản tôn giáo
để các em sống có trách nhiệm, có đạo đức và hướng thiện, thực hành thiền, đọc kinh, giữ vững tĩnh lặng cho nội tâm, rèn luyện tính kiên nhẫn. Khóa sinh của tu mùa hè thường là các em nhỏ nên nội dung tập trung hướng xây dựng nhận thức biết ơn đối với cha mẹ, thầy cô, biết nói lời xin lỗi và yêu thương, trở thành người công dân tốt, biết quý trọng mạng sống của muôn loài. Trước tiên, liên quan đến clip gây ồn ào trên mạng, thành phố Uông Bí cũng đã xác minh rõ những clip xôn xao trên mạng xã hội vừa qua là và nhận thấy những clip về khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng hồi năm 2018. Về những nội dung này, năm 2019, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ký cả kỷ luật thầy Thích Thái Trúc Minh. Sau khi dư luận phản ứng, nhà chùa đã chấn chỉnh rút lại hết các nội dung trên mạng xã hội trong chùa Ba Vàng. Y như vậy là năm 2019 ổng đã bị kỷ luật một lần rồi, mỗi sao mà bị kỷ luật như vậy rồi thôi hết ta. Chắc gì người ta thích đi tu quá trời. Tại vì người ta tu là sửa mà, các chị và các bạn, ai mà không sai lầm, nhưng sai lầm một lần hai lần chứ ba bốn lần thì nó chuyển qua vấn đề khác. Người ta thường nói cái câu ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt. Các bạn biết cái câu đó không? Mà các bạn thấy cái câu đó đúng không? Nói như vậy thì em cũng xin lỗi các cái bạn Phật tử, những cái người mà muốn tâm hướng thiện. Sai một lần hai lần thôi chứ sai nhiều quá thì làm sao chấp nhận được. Cái sự việc trong cái bài báo này nói á, hay là theo cái thông tin thì các trang fanpage của chùa Ba Vàng á, bảo rằng á, là tạm dừng khóa tu. Tạm dừng khóa tu. Mà có tu chưa mà tạm dừng. Cái mâu thuẫn ở trong cái câu chữ này á, nó kỳ quá, đem vào luôn cái chùa Ba Vàng thử xem. Dạ phải phép đây. Để xác minh như thế nào quá chị và các bạn. Đây, vào trang fanpage chùa Ba Vàng. Đây nè, thông báo thời gian tổ chức khóa tu mùa hè, thời ghi danh ngày 12 tháng 6 2024. 7 ngày chính là ngày 13 tháng 6 ngày 13 tháng 9. Ha, dạ như vậy là qua rồi ha. Trả lại khóa sinh ngày 20 tháng 6 2024. Kính thưa quý vị và khóa sinh, khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng đợt 1 năm 2024 đã kết thúc tốt đẹp, góp phần lan tỏa giá trị đạo đức. Do bận một số sự việc quan trọng mùa hạn của khách hạ, nhà chùa xin thông báo tạm hoãn tổ chức khóa tu mùa hè. Và quý vị phụ huynh và khóa sinh đã đăng ký cho bến khi thông báo mới. Con của chúng con rất háo hức mong chờ về tham gia khóa tu mùa hè. Ừ, giữ phanh cứng. Chúng ta chờ đợi nhé. Khóa tu quá lợi ích, rất mong khóa tu sẽ tổ chức ạ. Đúng, nhiều người bảo rằng những cái khóa tu mùa hè này rất là tốt, nhưng nhớ đừng lặp lại cái sự việc dông nhập dùm em cái nha. Cái sự việc mà trong cái khóa tu đó mà lại tuyên truyền những cái ảnh hưởng mê tín dị đoan như vậy thì không nên ha. Chúng ta bài trừ những người mê tín dị đoan ở trên mạng xã hội thì chính chúng ta cũng phải là người cảnh giác với những mê tín dị đoan. Làm gì có cái việc ở trong chùa mà có người bị ma nhập như vậy, bị dông nhập như vậy, các chị thấy rõ ràng. Và chỉ một hai câu nói không đọc thần chú gì cả mà cái dông nó xuất ra, các chị nghĩ có tin được hay là không? Rõ ràng là có một vụ diễn xuất và một vụ sắp xếp. Mình cũng mong muốn rằng á, cái việc cũ thì bỏ qua, cái việc mới này á, thì gắng mà cố gắng giữ mình. Chúng ta có thể là sai phạm một lần hai lần chúng ta sám hối, nhưng mà không thể nào chúng ta là người tu hành mà chúng ta bị mắc được những cái lỗi như vậy. Và những cái khóa tu này nhớ cố gắng đừng đem lực nhân quả ra mà hù dọa ha những cái người khóa sinh, mà phải nói cho họ biết cái tích cực trong cuộc sống. Chúng ta làm điều tốt thì chúng ta hưởng tốt, chúng ta làm điều xấu thì chúng ta hưởng xấu ha, thì nói như vậy cũng được. Chứ đừng có đưa cái vụ dông nhập về 17 kiếp trước, 18 kiếp trước, 13 kiếp trước. Chắc kiếp trước mình là con ma câm, cho lấy kiếp này mình nói chuyện rất là nhiều. Hả các anh chị và các bạn? Chắc kiếp trước YouTuber là con ma câm, do đó kiếp này thì Phương Nghe Mobile nói chuyện quá trời nhiều rồi ha. Làm gì có cái chuyện này. Kiếp nào tính kiếp đó các anh chị và các bạn. Kiếp này gắng sống tốt, kiếm tiền bằng sức lao động của mình ha, phục vụ cho xã hội. Sau khi phục vụ xã hội thì về nhà phục vụ gia đình ha, chăm lo vợ con, có hiếu cha mẹ, bạn bè thì dũng cảm ha, vui vẻ giúp đỡ lẫn nhau là xong. Chứ còn đi vào đấy mà chúng ta tu hành nhưng mà ra khỏi, bước ra khỏi đó chúng ta không tu nữa thì không được. Tu không phải là một hình thức,
Tu là một niềm tin, mà một niềm tin đó phải ghi vào, khắc ghi vào trong tim ta suốt cuộc đời chúng ta, chứ không phải tu là hình thức. Tại sao không ai làm cái chương trình mà để thử nghiệm những cái học sinh hay là những người sinh viên sau khi tu cái pha tu đó rồi mình thử hài lòng họ thế nào, chẳng hạn làm rớt tiền thử hỏi lụm họ trả lời không, đúng không? Thì hỏi họ coi về nhà có hiếu với cha mẹ hay là không, hỏi họ về gặp một người ăn xin họ làm như thế nào, gặp một người lớn họ trả lời như thế nào, gặp một em nhỏ trả lời như thế nào. Cái đó mới là cái mà quan trọng, chứ không phải vào đó hô hào 5 ngày 7 ngày ăn chay niệm Phật ha, tâm hướng thiện, sau khi kết thúc khóa tu ra ngoài rồi không thực hành được cái gì cả. Chính vì điều đó mà sự xuất hiện của sự thức minh tuệ, một người đang thực hành Phật pháp, mà thực hành cái khó nhất là 13 cái pháp hạnh Đồ Đà để cho các chị xem, không phải chuyện đơn giản. Những hình ảnh mà mình cũng làm clip rồi đó, mẹ của sự minh tuệ phải đứng ở trước cổng công ty của anh mình để một cái lối ở phía bên, ở bên trái đó chúng ta nhìn vô đó, chờ con mình đi ra để đem cái cơm mà mình nấu cho con mình ăn. Cái chuyện đó quá thường ngày đối với một con người, nhưng đối với trường hợp sư minh tuệ là một trường hợp khác. Nó khắc ghi cho các bạn biết rằng lòng nhớ con khi con tha hương cầu thực, con đi đến tỉnh này tỉnh kia mà người mẹ thì chỉ biết ở nhà trông chờ thôi, chỉ muốn con mình ăn một bữa cơm thật ấm bụng với mình thôi mà không được. Nhắc nhở chúng ta điều gì? Chúng ta phải có hiếu với cha mẹ, có hiếu với ông bà, đúng không? Đặc biệt là có hiếu với vợ càng tốt. À gì mà các bạn, em nói gì các bạn biết là những cái khóa tu như vậy nó sẽ gợi cho chúng ta một cái sự từ bi mãnh liệt. Nhưng nhớ những cái lời của chúng ta nói để cho những khóa sinh đó hiểu là để áp dụng trong cuộc sống, chứ không phải nói những lời hoa mỹ trong 5 ngày 7 ngày để rồi những người đó bước ra khỏi khóa tu đó không biết mình làm gì cả, không biết mình làm vấn đề gì cả và không biết mình làm cái gì tốt xã hội cả. Thì đó chỉ là một cách mà để đánh bóng tên tuổi thôi. Thế gì mà các bạn mà nhớ năm nay mà có mở khóa tu ra thì nhớ đừng có chơi cái vụ dông nhập nha. Dông nhập là không xong rồi đại dương ơi. Và em cũng mong muốn rằng cơ quan chức năng phải giám sát một cách chặt chẽ về vấn đề thuyết pháp, không phải riêng của chùa Baron mà những cái người khác nữa, để xem những cái phát ngôn bác biểu của họ có ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, có ảnh hưởng đến hình ảnh người Phật giáo, hình ảnh những cái người Việt Nam của chúng ta không, là tôn thờ cha mẹ, tiên học lễ hậu học văn không, hay là sau khóa tu đó đem hết tài sản vô tặng cho chùa luôn, rồi vô chùa ở luôn, coi cha mẹ không ra gì. Giống như trường hợp của Angela Phương Trinh là một cái trường hợp điển hình. Chỉ mong muốn rằng các bạn sẽ có những giây phút thật thoải mái xem clip này. Cái gì mà các bạn cũng thật sự là chia buồn cùng các Phật tử. Như vậy chúng ta không có tu được cái khóa tu mùa hè năm 2024 ở chùa Ba Vàng rồi. Do đó thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta làm thế nào? Chúng ta hết vui rồi hả? Có rất là nhiều niềm vui chờ các bạn. Chẳng hạn như ngày hôm nay, ngày thứ bảy, các bạn hãy đi ra ngoài chợ, các bạn mua một cái gì đó, đồ chay càng tốt. Các bạn về các bạn hãy nấu một bữa cơm, các bạn mời cha mẹ các bạn lên ăn. Ha, rồi các bạn mời cha mẹ mà đi uống cà phê hay là mời cha mẹ làm gì đó để cho cha mẹ vui vẻ. Đó cũng là một cách tu tại chỗ mà chúng ta nên áp dụng liền và ngay, chứ không phải đi vô đó mới tu. Có gì hiểu không? Vô đó để cho các bạn có tâm trạng thôi và hiểu được cái hiệu ứng đám đông thôi. Chứ còn chúng ta đi qua đó chúng ta mới tu, mình cho nó bước ra khỏi chúng đó chúng ta không tu thì cái sự tu hành đó không có nghĩa gì cả. Tốn tâm, tốn sức, tốn tiền, tốn bạc không được gì cả các chị và các bạn. Ok, một lần nữa xin cảm ơn và cảm ơn chùa Ba Vàng đã thông báo mọi người rằng đó là sẽ tạm hoãn khóa tu mùa hè vì một lý do nào đó mà uổng quá. Xa 6.052 người đăng ký mà không dạy uổng quá các chị và các bạn. Các bạn thấy uổng không? Các bạn cảm thấy như thế nào? Hãy để lại bình luận dưới video này. Một lần nữa xin cảm ơn và tạm chào cả nhà. Bye bye.